Chào mừng các em đã đến với www.sửamay66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. Bài 4. Mặt cắt và hình cắt. 1. Hiểu được một số kiến thức về mặt cắt và hình cắt. 2. Biết cách vẽ mặt cắt và hình cắt của vật thể đơn giản. Một la mã. Khái niệm về mặt cắt và hình cắt. Đối với những vật thể có nhiều phần rỗng bên trong như lỗ, rãnh v.v., nếu dùng hình chiếu để biểu diễn thì hình chiếu có nhiều nét đứt, làm cho bản vẽ không rõ ràng, sáng sủa. Vì vậy, trên các bản vẽ kỹ thuật thường dùng các mặt cắt và hình cắt để biểu diễn hình dạng và cấu tạo bên trong của vật thể. Mặt cắt và hình cắt được hình thành như sau. Hình 4.1. Giả sử dùng một mặt phẳng tưởng tượng song song với một mặt phẳng hình chiếu cắt vật thể ra làm hai phần. Chiếu vuông góc phần vật thể ở sau mặt phẳng cắt lên mặt phẳng hình chiếu song song với mặt phẳng cắt đó được các hình. Hình biểu diễn các đường bao của vật thể nằm trên mặt phẳng cắt gọi là mặt cắt. Hình biểu diễn mặt cắt và các đường bao của vật thể sau mặt phẳng cắt gọi là hình cắt. Mặt cắt được thể hiện bằng đường gạch gạch. Hình 4.1. Mặt cắt và hình cắt. Câu hỏi: thế nào là mặt phẳng cắt, hình cắt và mặt cắt? Hai la mã mặt cắt. Mặt cắt dùng để biểu diễn hình dạng tiết diện vuông góc của vật thể. Hình 4.2. Thường dùng trong hai loại mặt cắt sau đây. 1. Mặt cắt chập. Mặt cắt chập được vẽ ngay trên hình chiếu tương ứng. Đường bao của mặt cắt chập được vẽ bằng nét liền mảnh. Hình 4.3. Mặt cắt chập dùng để biểu diễn mặt cắt có hình dạng đơn giản. 2. Mặt cắt rời. Mặt cắt rời được vẽ ở ngoài hình chiếu. Đường bao của mặt cắt rời được vẽ bằng nét liền đậm. Mặt cắt rời được đặt gần hình chiếu tương ứng và liên hệ với hình chiếu bằng nét gạch chấm mảnh. Hình 4.4. Hình 4.2, mặt cắt. Hình 4.3, mặt cắt chập. Hình 4.4, mặt cắt rời. Câu hỏi: mặt cắt chập và mặt cắt rời khác nhau như thế nào? Ba la mã hình cắt. Tùy theo cấu tạo của vật thể mà dùng các loại hình cắt khác nhau. Mục nhỏ, hình cắt toàn bộ. Hình cắt sử dụng một mặt phẳng cắt và dùng để biểu diễn hình dạng bên trong của vật thể. Hình 4.5. Hình 4.5, hình cắt toàn bộ. Hai nhỏ, hình cắt một nửa. Hình biểu diễn gồm một nửa hình cắt ghép với một nửa hình chiếu. Đường phân cách là trục đối xứng, vẽ bằng nét gạch chấm mảnh. Hình cắt một nửa dùng để biểu diễn vật thể đối xứng. Hình 4.6, thường không vẽ các nét đứt ở phần hình chiếu khi chúng đã được thể hiện trên phần hình cắt. Hình 4.6, hình cắt một nửa. Ba nhỏ, hình cắt cục bộ. Hình biểu diễn một phần vật thể dưới dạng hình cắt. Đường giới hạn phần hình cắt vẽ bằng nét lượng sóng. Hình 4.7. Hình 4.7, hình cắt cục bộ. Câu hỏi: 1. Hình cắt và mặt cắt dùng để làm gì? 2. Phân biệt các loại hình cắt: hình cắt toàn bộ, hình cắt một nửa và hình cắt cục bộ. Bài tập: 1. Vẽ hình cắt toàn bộ của da đỡ cho trong hình 4.8. 2. Vẽ hình cắt một nửa của gối cột cho trong hình 4.9. 3. Vẽ mặt cắt phần có rãnh của trục cho trong hình 4.10. Thông tin bổ sung. 1. Ký hiệu. Hình cắt và mặt cắt được ký hiệu như sau. Hình 4.11. Mặt cắt vẽ bằng nét liền đậm, chỉ vị trí mặt phẳng cắt. Mũi tên chỉ hướng chiếu, vẽ vuông góc với mặt cắt. Chữ hoa ghi ở đầu mặt cắt, phía trên các hình cắt và mặt cắt để phân biệt với các hình cắt và mặt cắt khác nhau. Hình 4.11, ký hiệu hình cắt và mặt cắt. A nhỏ, hình cắt. B nhỏ, mặt cắt.
hay nhỏ đường gạch gạch. Các đường gạch gạch trên mặt cắt được kẻ song song với nhau và nghiêng 45 độ so với đường bao, hình 4.12A, hoặc đường trục của hình, hình 4.12B. Các đường gạch gạch trong các hình cắt và mặt cắt của cùng một vật thể được kẻ giống nhau về chiều nghiêng và khoảng cách. Hình 4.12, đường gạch gạch. A. Đường gạch gạch nghiêng 45 độ so với đường bao. B. Đường gạch gạch nghiêng 45 độ so với đường trục. Mặt cắt của các vật thể khác nhau có các đường gạch gạch khác nhau về chiều nghiêng hoặc về khoảng cách nhìn, hình 4.13. Hình 4.13, mặt cắt của các vật thể khác nhau. Cảm ơn đã xem, mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp